Hôm nay mình sẽ review xe Tomica. Đây là nhân vật Lucifer trong phim House Moving Castle của nhà Ghibli. Đây là poster của phim. Đây là mặt trước và mặt sau. Đây là House, nhà pháp sư. House. Lucifer thực ra là một tinh linh, kiểu một ngôi sao có phép thuật. Sau khi nhận được tim của House thì trở thành ngọn lửa phép thuật và điều khiển lâu đài di chuyển của House. Cuối phim thì Lucifer cũng được giải thoát khỏi lời nguyền, nhưng cậu vẫn quyết định ở lại để điều khiển lâu đài của House và Sophia. Đây là Lucifer, chất liệu trong suốt, nhìn bóng bẩy, nhìn dễ thương cực kỳ luôn. Đây là lúc mà Sophia đang dời Lucifer đi. Còn xung quanh là một cái chảo, dưới này là có bánh xe của Tomica, nó sẽ thường là như vậy. Không biết là trong cái chảo này nó có đục hay không, nó có rỗng hay không, chứ mình thấy mình cầm rất là nặng tay ha. Dáng của Lucifer thì rất là dễ thương. Cái này cũng là một trong những sản phẩm nên có trong bộ sưu tập của Tomica.